À, xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog nha. Thì hiện tại thì khán giả đến Quyết Ngộ của năm rất là đông luôn. Để quay cho cái nhà xem nè. Quá đông rồi. Thất thủ luôn rồi. Quá đông cả nhà ơi. Đây là phía bên trong cái nhà, còn phía ở bên ngoài nữa cái nhà ơi. Thì ở trong đây là có mấy sư thầy đến tụng cho cậu Năm cái nhà. Quá đông rồi, chen vô không được cái nhà ơi. Thì em sẽ đi quay phía ngoài cho cái nhà xem đi. Quá đông rồi. Đông dữ lắm cả nhà ơi. Quá đông rồi. Đây nè. Quay cho cả nhà xem nè. Quá đông luôn. Quá đông luôn cô chú anh chị ơi. Thất thủ rồi. Qua viên thất thủ rồi cả nhà ơi. Hết chỗ để xe luôn rồi. Quá đông luôn cả nhà. Quá đông rồi. Quá đông cả nhà ơi. Hết chỗ để xe luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem nhớ cho Cảnh một like, một đăng ký kênh cả nhà. Quá đông rồi. Cái nào cả nhà ơi. Ồ, xe điện thoại coi. Xe điện thoại gì không lo tới cả nhà ơi. Xe này của chị không lo cả nhà. Không, không lo, xuống xe cho con. Xuống rồi. Xuống giờ rồi. Quá đông cả nhà ơi. À, quay cái nhà xem nè. Chen vô nổi chú ơi, quá đông rồi. Quá đông rồi, nay dở chặn luôn rồi. Không, không lo đi với kia gì lên kìa, đâu đi có thầy đâu. Em lo này nè ông ơi nè. Biết rồi cái đó. Nhưng mà nó đi với kia gì lên. Là chồng nó đi, còn đi sát nó. Rồi bắt đầu vô. Đi vô trong rồi, vô trong chùa, vô trong mộ rồi. Đó dưới này nó đi lên. Dạ dạ, đi vô mộ rồi, đi vô mộ cái gì ơi. Vô mộ rồi, đang cúng trong á. Đừng bước xuống là tôi ra đi ra. Cái họ mày nó xấu mà. Cảnh đi tôi vô. Có người canh á, người ta sợ. Trời, canh là chồng đi này, phải đi hướng khác. Đi theo với thầy. Dạ dạ đúng rồi. Quá đông cả nhà ơi. Vô đó thấy đi. Nào quay cho cả nhà xem nào, quá đông rồi. Rót cà phê lên không? Này là phía bên ngoài thôi cả nhà, còn phía bên trong nữa. Phía bên trong rất là đông luôn. Không ủng hộ chỗ này tới đây. Là mấy cô là ủng hộ Hồng Loan ha mấy cô. Ủng hộ Hồng Loan chứ. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Nó chết luôn và tôi vô tù. Là quýnh ai cô?
quấn mấy người lên đồng khoa là mấy người quấy gối ha. Quấn nè. Nghĩ sao bà quấn lại ta? Trời ơi, bà đừng lo. Bà đừng lo chuyện đó. Chắc giận quá hả? Ba người tôi cũng đủ đủ như vậy. Có một người điện đỏ. Sao nói chuyện chuyện qua bà để bà làm gì chứ gì? Qua nó bắt lên rồi là nó bà nội tao nó về rồi. Về rồi. Đi vô là nó về rồi. Còn bà nó quấn quá rồi. Ở gần đây mà để ở đây là chết rồi. Mà điều ai lên đồng thì bắt nước gần. Từ giây phút này quấn người đó liền. Đó, gây vô. Ai mà bắt nước người nào? Hiệp sĩ Bình Dương. Ai lên đồng đi. Tôi quýnh mày chắc lòe bê luôn. Ngán quá. Ngán quá. Ngán quá. Không chịu ngừ là phải cơm hẹn hẳn. Lợi cúng nếu là người mình quá tốt mà là nội nha. Người ta lên đồng về ta ngồi im buông mà ta nói chuyện ảnh không à. Không có vụ lên đồng đó. Không nghĩa trang này. Mà điều này là không có. Ở trên này người ta chết rồi. Trong chỗ này có người ta đi kiếm rồi cho nó vui. Và cái tên là bờ ông đào đi lên chạy bóng lăng băng vậy đó không à. Bữa nay là quýnh mấy người lên đồng nè. Bất cứ một người nào. Mình không có nào năm, mình bán không có nào năm. Ồ, cô quá bức xúc rồi cả nhà ơi. Thì mấy... Chạy lại tiếp em, nó vàng. Thằng chạy vô thì nói mẹ nó biết rồi. Nó biết rồi. Vậy thôi là bạn đồ này ra, bạn quýnh đó. Bạn đồ này là quýnh đó. Bạn ở trong đây mà bà trễ. Thiệt, quýnh bức lắm á. Bạn gì là quýnh à. Thầy cái bé bà luôn. Bạn gì là nó không có nhận. Quýnh mày chắc mày em luôn, đây mày làm phá. Thì cô bức xúc cái cô mà lên đồng lên bóng gì ở cái nhà ở trước mẫu cô Năm Chú Linh á. Để quen cái nhà xem là quá đông rồi. Dở chặn luôn cái nhà ơi. Qua duyên hôm nay dở chặn rồi. Để lấy góc mát quay cái nhà xem luôn. Quá đông rồi. Này là phía bên ngoài nữa cả nhà, còn phía bên trong nữa đông lắm. Cô quá bức xúc luôn cả nhà ơi. Đây là phía bên ngoài thôi nghe cả nhà. Còn ở phía bên trong mộ cậu Năm thì rất là đông. Em chen vô không được cả nhà ơi. Đây em quay phía ngoài cho cả nhà xem nè. Để nó vô trong quay vô cả nhà xem phía bên trong mộ của cái nhà đông lắm. Thì đây có mấy chị mặc áo dài rất là đẹp rồi cả nhà. Chị với mấy cô là mặc đồ quá đẹp rồi. Hai bộ đồ dài quá đẹp cả nhà. Quay vô camera trước, lâu rồi mới bắt được thời gian đâu. Quá đẹp, hai bộ đồ dài quá đẹp. Đây là hai bức ảnh mà khán giả yêu quý cô Năm tặng cả nhà. Hai bức ảnh rất là to luôn. Con này phía bên trong nè. Phía bên trong mộ luôn cả nhà. Đông lắm. Mở đồng cả nhà, kết thúc video luôn cả nhà ơi. Nhà xem video cho cảnh một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.